Xua xa đây nè thầm mắc nè là nhóm nhóm mà bì nè thầm mắc nè rồi biếp thơ nông thăng nguồn nè rồi biếp thơ nông thăng nguồn chấm ớ mà xay nè nhóm phở mà xay ngủ có 200 gram hay sko xó mà xay ngủ có 200 gram mà xay ngủ có 160 gram hay tí đông cặp bông quen nhóm phở full cream nè nghe mà cặp bông buôn hồi mìa lít hay nông bở mà xập hìa cà phê á hay bóng môn với nhóm phở cho nguồn phèm khó ạ hãy nhóm vay vì vậy nhóm mắt đâm mà sân bông sẽ có tục nào mà trong cái nhóm vay này thế nhé just wait nếu nhung quay vì á quay phơi mấy cái đó ơi mà sao hay nó cỏ so nó vì để cho cái mà cam bắt cả buôn cái thở đạm mà sao bị rồi gram cỏ so bị rồi gram còn tay nhung khai tay em về cái là trong tay nhung nặng mà cỏ tầm rồi học sắp về nhung đã cỏ tầm mặt hàng tí kì chọn bệnh nghĩa nhung miên làm một sân quan chạy một sân lấy cái mô mô quá lắng sạch ớt thơ ca là biệt tất đấy ớt xuống luôn á đẹp tè hay dân phở là ngộ các ma ớt vì sự phía bài tiệt ta lỡ nhung cùng á nhung mơ sân tham mà sai nắng nhung quay via nắng ok nè ok nhung quay via ok ấy nè nó ngỏ lắm nhung chạm vào chỗ hay nhung thơ ca cô biển tịch đâu nôm thăng luôn trong nhà nôm thăng luôn là trong tới xua của một mẹ mẹ quạt phè hay thơ lực tập bổng tiết đấy sao tập hiền thơ lực tập bổng tiết hay chăm mới được mắc nia thanh nhà bàn ở đấy thơ lực tập bổng tiết đấy thầm đấy ốc sóc bé kéo nó tê họ đang thơ ấy rồi đẹp ngợp bắt số luôn chú là hậu nhẹ nào đây đi ok bây giờ mà sao gầy ấy nó dùng mặt chụp nhẹ hay nè đi mà đông sao nhưng bao nhiêu mà đó mơ mình score so thẹn nó lớn nhưng khai màu màu à ba này clip mình tích dần bỏ vô nó bong sa màu nó còn mà bài tay môn dương tiền bong sa màu nó lớn nữa nè ở ba này mà flat màu tan 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 bông tùng tinh ban bông cute nè bông cute nè xí bông tùm tinh ba nó chờ mới nhóm hẹn bà hàng tí kế nè khơi nhé nó bê ra mà sao dùng vay hào chứ vì là một chân mộn vậy tao vì anh làm khắp pe hay có hiểu pe dài hay nhung phở anh đi chọn pe chứ I think phở this one is okay nhưng tha phở này okay nè nhưng phở này nằm bay đu ô chẳng chọn phong cặp bất cái đạo mà sập hiền nữa nghe anh đi chẳng chọn okay nhung do viên mà đã nơi nỉ hay niệm bông mắt nhung bao phương này khách đư cái nhỉ bông cute đấy vì mình nơi xa tắc á chân hay nhóm chân
thơm mà cho tập nâng vì ở sân của nhà này mặc hàng nè nhưng thơm mấy cái đã hơi sủa mơ tích sân mơ khơi nhé nhưng mà đang tham mơ khơi nhộm ở thế nè bông nhau mẹ nơi cái này nơi cái trẻ hay nơi bên tập tiệt nó chẳng tay nhóm chẳng nhóm mặt đang nghe nhóm hiền chạy lên tập bốn này tay nhóm chẳng thơ của nhóm chẳng nhắn á nó chẳng tay nè ô mày còn nè ô not bad miền ấy ấy khơi thông mây xù là mũ nhung đạn này hay nhung phở chả cả là mũ áo việc cả đang tích sân trong chợ cho áp về nhưng chẳng bánh phế nhưng mà tích xin của mang đi chuộng ok nó là dùng bánh phế hào đấy nhá nhưng thực ra chạm một nhưng dùng sai đại chuẩn đi ok nhé mà quẹt bên nắng mà phía nó nhé nhưng chạy trong cả đà nhưng chạy trong cả đá hay rõ mới dân khổ vì lưu giờ lên chị chú oh my god clear chân khèo oh chú ngồi nha oh smell good wow, that's good eh? Not bad. Nhâm vô mà sao đã lên 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 xuống chạy. Ôi, thật lạc tí ơi. Oh, chơi mình tay nè. Yeah, of course. Chơi nè nè. Nhâm ớt dễ lấy nè nè. Wow. Smells so good. Họ khơi nhây các bạn nhưng đôi mơ viên tích dân wow that's good Wow.
Ai có ho vì chảnh dân là mũ sao mấy là mũ đằng tê viên nâng cái đai á bàn viên nâng là mũ chuột tọt tê viên cái đai tê là mũ ọt chuột về chặt nó mà chăm cái đá hai cái đó mới dân khổ kìa thấy anh đi quên ô hầm bát hai ta một plate đấy nè xí thôi nhỉ dân ấp toan với cứ với thằng ngủ á vậy tới chặt tê dân thùng với tê chặt chẹt đọc tê ấp chặt chẹt tê ờ tê với hiện nay bắt chặt chẹt ăn sao chơi hùng mà cắt bắt là đánh cái hùng lên nó cái đai nó lượt chơi mà rồi lấy phụ thêm không làm sao chết bên hủng thế đó ơi bé ơi I can't do the this one smell good you want to go this one baby boy the boy the you mix too much you can cook it, keep it, eat, yeah? Bánh bánh là chè hủ mê, nhưng chè chắc bây giờ. Ta đọc tê cà lạc nhưng mà chè.